Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Sáng hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2024. Em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Trở lại với cái video này, Tài xin phép chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một vài thông tin và cũng như là chia sẻ về cái thông tin hôm qua cô chú anh chị mình có thắc mắc khi em đến sân bay để chia sẻ những hình ảnh của chị Ni và chị Loan đi ra sân bay bay ra Hà Nội để xử lý vụ việc BH giành quyền cũng như là giành lại danh dự, lấy lại hình ảnh của ba chị Hồng Loan, đó là cố nghệ sĩ hay quý cô chú anh chị. Ngày hôm qua thì chị Loan và chị Ni đáp từ sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Hà Nội cũng khoảng 6 giờ hơn 7 giờ vậy quý cô chú anh chị. Phải nói rất là thương chị Loan, ngày hôm qua thì chắc có lẽ là bận rộn rất là nhiều việc trong gia đình cũng như là công việc kinh doanh buôn bán con cái gia đình. Phải hôm qua thì em thấy được chạy tất bật, chạy tới chạy lui là hầu như là không có nghỉ ngơi luôn á. Tới lúc mà ra sân bay á, thì cái vẻ mặt của chị Hồng Loan rất là mệt mỏi luôn cả nhà, không nói chuyện được nhiều, nhìn cái giống như là người nó bị gọi là làm việc nhiều quá đó, không có thời gian nghỉ ngơi đó cả nhà. Nó bị đừ ra, không có còn cảm xúc cũng như là không muốn nói chuyện nữa, chỉ muốn đi ngủ thôi của chúng chị, đơn giản là như vậy đó. Ai mà làm việc nhiều mệt mỏi thì sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Còn chị Ni là một người đại diện phát ngôn của chị Hồng Loan, phải nói là rất là yêu thương và ủng hộ chị Hồng Loan từ trước tới giờ, luôn kề vai sát cánh mọi lúc mà chị Loan có cần chị Ni ra tòa hay là đi đâu đó xử lý pháp lý đó, thì chị Ni đều sẵn sàng vui vẻ, cho dù có như thế nào thì cũng dành một chút thời gian cho chị Loan. Ngày hôm nay thì là ngày 23, là hai chị tại có mặt tại Hà Nội để xử lý vụ việc. Cô chú anh chị mình biết không, khi mà ra sân bay đó, chị Ni trong cái tình trạng là bị sốt cao nhưng mà vẫn cố gắng để uống thuốc hạ sốt hạ nhiệt để qua cái chỗ gọi là kiểm tra check in và lên máy bay để bay bay ra Hà Nội ngày hôm nay để giải quyết. Tại vì chị Loan á, mặc dù đã có va chạm cũng cũng ra cơ quan chức năng cũng nhiều lần rồi, nhưng mà cái bản lĩnh và cũng như là cái khả năng ăn nói á, của chị Loan thì nó còn hơi nhập nhằng, nó còn hơi lủng củng, chưa có được trôi chảy, cần phải có chị Ni, một người phụ nữ đanh thép, một người phụ nữ phải nói là rất là kiên cường và ý chí và nghị lực nữa cả nhà, trong cuộc sống cũng như là trong thương trường và cũng như là kinh nghiệm sống chị Ni cũng có rất là phong phú. Cô chú anh chị mình biết là chị Ni bay qua nước này nước kia, biết rất là nhiều thứ tiếng và kinh doanh rất là nhiều việc làm. Những cái việc của chị Ni kinh doanh thì em không biết được là kinh doanh cái gì, nhưng mà đi bay từ nước này qua nước kia và giải quyết rất là nhiều việc ở dưới dưới gọi là mình nói nôm na gọi là dưới trướng đó, dưới trướng của Ni là chị Ni á, biết bao nhiêu là bạn nhân viên mà cần phải xử lý những cái công việc phải xử lý hàng ngày, thì cái khả năng gọi là hoạt ngôn của chị Ni á phải nói rất là đỉnh luôn cô chú anh chị ha. Thì cả nhà mình cũng có thắc mắc ngày hôm qua đó, thì chị Ni nói nghe cũng chưa có rõ là cái vụ việc ở tranh chấp tài sản xử lý ở thành phố Hồ Chí Minh đó có phải là ngày 23 hay không, thì không biết vì lý do gì sao ngày qua tại do đi đi gấp quá nên em cũng không có hỏi được nhiều và cũng không có hỏi kỹ. Thì cái sự việc nói là như thế này là cô chú anh chị, ngày 23 là giải quyết vụ tranh chấp hình ảnh, lấy lại giành quyền cũng như là giành lại cái danh dự, lấy lại hình ảnh của cố nghệ sĩ cho chị Hồng Loan ở Hà Nội. Ngày 24 là xử ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là xử về vấn đề tranh chấp tài sản. Cô chú anh chị mình nắm rõ chỗ này ha. Ngày hôm qua thì em cũng có hỏi để em chia sẻ lại cô chú anh chị mình nghe chưa kỹ á, trong cái đoạn tại vì ngày hôm qua nó ồn quá ở sân bay, mà ở ngoài cô chú anh chị quay ở ngoài, vào bên trong quay không được, bảo vệ không cho vào bên trong quay ha, nên chỉ quay ở ngoài và nói. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, đi đi nhanh đi gấp á, nên tụi em không có dùng cái mic để thu âm, chỉ dùng cái mic điện thoại nên nó hơi ồn, cô chú anh chị nghe không rõ. Thì hôm sáng hôm nay em chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình ha. Rồi cô chú anh chị mình nghe một bài viết của chị Lộc Vườn Cây có chia sẻ như thế này nè cả nhà, một bài viết rất là hay nói về vụ tranh chấp cũng như là cái vụ BH. Trước khi mà nghe chị Lộc Vườn Cây phân tích và chia sẻ thì em muốn đọc cho cô chú anh chị mình nghe cái bài viết của ba người, một đó là anh Lương Văn Bờ, và một người là anh tên là anh Tên Lặng, và một người tên là cô Ba. Một bài viết có của anh Bờ thì nói như thế này: theo điều chỉnh thông tư 4 năm 2011, Bộ Văn hóa thì
thì trách nhiệm tổ chức tang lễ là do người thân của người qua đời. Vậy thì con gái hay con trai gì của nghệ sĩ ưu tú cũng không có quyền gì độc quyền hay sở hữu bản quyền đối với việc tổ chức tang lễ. Lúc đó không làm, không đứng ra tổ chức, người thân khác làm, không phản đối thì thôi. Giờ lấy tư cách gì kiện, luật nào cho phép kiện? Ban đầu bên Hồng Loan tuyên truyền láo làm mọi người nhầm lẫn về quyền được tổ chức lễ tang, trong đó bao gồm cả việc ký kết nhân nhận và sử dụng tiền phúng điếu và ship vai trò trọng yếu từ con cái rồi mới đến cô cháu. Thực ra đối với việc tổ chức lễ tang đó là trách nhiệm chứ không phải quyền. Đó là câu nói của anh Lương Văn Bờ. Rồi một câu nói khác của anh Lặng. Anh Lặng có nói như thế này: mình còn nhớ khán giả ở xa không đi viếng được, trông chờ từng giây từng phút trên màn hình để xem hình ảnh những giây phút cuối cùng của người nghệ sĩ tài hoa, xem mà rưng rưng ngàn ngàn. Nếu bạn HB có sai, chỉ sai duy nhất là bạn ấy không dò được lòng dạ người chị em sống chung lên cùng nhau 37 năm. À, câu nói của anh Lặng ha. Tiếp theo là câu nói của cô Ba. Cô Ba có nói là mọi người đừng quá hoang mang về phiên tòa ngày mai, thắng bại là chuyện bình thường. Hãy tin rằng trong cuộc sống này, nếu làm đúng với lương tâm mình, không hổ thẹn với lòng mình, chỉ cần chúng ta giữ cho tâm luôn sáng, cho dù cả thế giới có phủ nhận, chúng ta hãy cứ tin vào bản thân mình, thế là đủ. Đó là câu nói của cô Ba hay của cô chú anh chị. Còn ở phía trên đây á, thì chị Lộc Quần Cây, chị cũng có chia sẻ một bài viết theo quan điểm cá nhân của chị về ba người này. Chị có nói như thế này nè cả nhà: thẩm phán Hằng sẽ xử lý vụ Huy Hữu. Chị Lộc Quần Cây sẽ biết là thẩm phán, cái người tên đó là thẩm phán tên là Hằng, sẽ xử lý vụ BH ha. Tôi nghĩ thẩm phán Hằng xử vụ BH chắc cũng gặp khó khăn và hiếm gặp. Khó là thông thường nói chuyện để giải quyết vấn đề cho rõ ràng, đúng sai thì phải đưa dựa trên cùng một tiêu chuẩn khái niệm chung về lập pháp, đạo đức và đạo lý. Nhưng đọc qua ba ý kiến của ba người, một là anh Lặng, hai là cô Ba, thứ ba là anh L Văn Bờ. Ở dưới đây tôi nghĩ thẩm phán sẽ mệt mỏi để giải thích đúng hay là sai. Thứ nhất, nói về cô Ba, định nghĩa về lương tâm. Người cháu gái mời một công ty về quay và khai thác hình ảnh của cậu mình, không bàn với người con, sau đó cầm tiền không đưa cho người con, sử dụng theo ý của mình, thì được gọi là lương tâm không sai. Cậu có hình ảnh đẹp rồi đó, tiền tôi cầm, quyền tôi khai thác, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Cô chú anh chị thấy không? Đúng là hình ảnh đã được quay, và cũng như là mọi người đang rất là trông chờ về hình ảnh cái ngày cố nghệ sĩ mà mất, thì ai cũng muốn, hầu như là tất cả mọi người đang hướng về và xem chương trình tang lễ như thế nào, diễn ra ra sao. Nhưng mà cái câu nói ở đây á, cô chú anh chị, hình thì quay, tiền thì cầm, không có đưa cho con của cố nghệ sĩ, nó là như vậy ha. Thứ hai, về anh Lặng nói, người cháu không sai, có sai là 37 năm không nhìn ra bản chất người con gái của cậu, có nghĩa là bản chất của Hồng Loan là sai khi dám đòi quyền lợi hợp pháp của mình. Bản chất của Hồng Loan nếu tốt thì là phải chấp nhận mọi điều áp bức, phải cống cho họ tài sản và dành cho họ vị trí trên cổ mình, còn không sẽ thành người xấu. Có nghĩa là chị Hồng Loan phải dành hết tài sản đó cho những người phía bên kia, thì nếu mà tranh giành á, nếu tranh giành với bên kia là sai, là không có đúng, người ta cho rằng là như vậy, cô chú anh chị bỏ hết tất cả, gọi là tay trắng đi ra đó, thì mới là đúng với đạo lý. Người ta cho rằng là như vậy, phía bên kia là như vậy. Còn đối với cái nick mà L Văn Bờ đó, thì nói rằng đám tang không có chuyện quyền và khái niệm trách nhiệm thôi, và quyền gì mà đi kiện, quyền là đòi quyền lợi. Cái nick L Văn Bờ đó thì đã tìm thấy được một thông tin nói về trách nhiệm của người thân trong đám tang chứ không nói đến cái quyền. Đúng thật, bộ văn hóa nơi phổ biến cho bà con cách sống có văn hóa thì sẽ phổ biến có trách nhiệm đối xử với nhau. Người thân mất thì chúng ta có trách nhiệm lo cho người thân một đám tang, còn chữ quyền sẽ có bộ luật khác. Khi mà người ta lợi dụng chữ trách nhiệm để lạm quyền, một sự việc sẽ được soi rọi dưới nhiều bộ luật, và hy vọng nha,
thẩm phán sẽ dõng dạc đọc to những điều luật mà căn cứ theo đó Hồng Loan chính đáng là người cháu không được phép. Hồng Loan là chính đáng và người cháu là không được phép ha cô chú anh chị. Hồng Loan là con thì được phép ha, là chính đáng, còn đứa cháu thì không được phép. Cuối cùng tôi hy vọng người nhà họ hàng của người tên là Lặng nè, tên là cô Ba nè và nick L Văn Bờ nè sẽ đọc và khái về các khái niệm đạo đức, lương tâm, bản chất luật sẽ của các bạn, luật pháp của các bạn này để có đối sách phù hợp trong cuộc sống. Riêng đối với Ni và giấc mơ của tôi sai, mơ tôi không thật, Ni đúng. Với họ chỉ đưa ra luật pháp để xử, không có cách nào nói chuyện được cùng với nhau. Đó cô chú anh chị, thì đây là cái ý kiến riêng của chị Lộc Vườn Cây. Chị cũng có chia sẻ nha. Nói chung là chị chia sẻ và chị giải thích những cái mà comment và những cái lời nói của anh L Văn Bờ và cũng như là mà một người tên Lặng và một người cô tên là cô Ba. Đó cô chú anh chị. Thì ở đây thì em muốn nói với cô chú anh chị mình á, là cái anh Lặng này anh nói mà anh không có suy nghĩ, thì chị Lộc Vườn Cây cũng có chia sẻ rồi, đúng là quay kêu truyền thông là quay thì quay hình ảnh đẹp đó, hình ảnh của có nghệ sĩ đẹp đó, mọi người đang trông chờ đó, ở xa đang trông chờ đó, từng phút từng giây trên màn hình để thấy được có nghệ sĩ như thế nào. Nhưng quay thì quay, biết rằng gia đình còn có con, có nghệ sĩ còn có con, hình ảnh đã quay tiền nhưng mà giữ, tại sao không đưa? Đó là câu hỏi đặt ra. Đó, tại sao mình không ghi vào đây? Mình có comment mà mình không ghi vào đây. Bây giờ đặt dấu chấm hỏi, tiền đâu rồi? Đó, trả lời đi, tiền đâu rồi? Đó, hình ảnh đã ghi rồi, đẹp rồi đó. Đã dành cho cố nghệ sĩ, để dành cho cậu mình rồi đó. Cậu mình đưa đò, có ơn với mình đó, là mình đã đưa đò cho mình rồi. Thì bây giờ hình ảnh đẹp của cậu đó, đưa lên cho mọi người biết rồi, đưa lên cho khán giả biết rồi, để mọi người thấy đó. Gọi là thấy những hình ảnh cậu vào những phút giây cuối đời cuối cùng đó, thì tại sao còn tiền, tiền đâu sao không thấy, trả lời đi đó, trả lời đi. Rồi tiếp theo là tới cô ba có nói là phiên tòa vào ngày mai, có nghĩa là ngày hôm nay đó là ngày 23 đó, có diễn ra dù thắng hay bại thì cũng là rất là bình thường, cho rằng cuộc sống này đúng với lương tâm với lòng mình thôi, thì người ta cũng biết là thua rồi cô chú anh chị. Người ta biết thua rồi nên người ta nói lấp liếm để cho qua chuyện, người ta nói cho đỡ quê, đỡ nhục như vậy mà. Thì bây giờ em nói cô chú anh chị mình nè, bây giờ giấy tờ hợp pháp hết rồi, rõ ràng hết rồi. Hồng Loan đã được chứng nhận rõ ràng, cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước người ta nhận là con hợp pháp. Bây giờ con nuôi con ruột đối với Hồng Loan không còn vấn đề nữa, không thành vấn đề nữa. Đối với cô chú anh chị gần xa cũng không thành vấn đề nữa. Yêu thương là yêu thương, giấy tờ hợp pháp là cứ căn cứ vào giấy tờ mà xử lý thôi, không cần phải nói nhiều đúng không cả nhà. Mà người ta biết thua rồi, em đảm bảo với cô chú anh chị mình á, ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ không có mặt của phía bên kia đâu, phía đứa cháu gái khác họ đâu cô chú anh chị, đứa cháu gái họ Lê đâu, không bao giờ có mặt đâu. Em nghĩ là như vậy luôn á, họ sẽ gọi biết thua, họ sẽ rút lui cô chú anh chị, thay vì họ bay ra đó để nhục thì bây giờ họ ở nhà coi như là thua tắt tay, thua trắng đó, thua trắng thôi. Và quyền tất cả hình ảnh của Hồng Loan, ba Hồng Loan sẽ thuộc về Hồng Loan, ai sử dụng hình ảnh hoặc những cái gì đó mà của dành của cố nghệ sĩ mà lợi dụng mà Hồng Loan không được phép thì Hồng Loan có quyền kiện hoặc là thưa hoặc là đánh bản quyền theo quý của chú anh chị ha. Ai sử dụng hình ảnh bậy bạ thì sẽ bị đánh bản quyền hoặc là bị thưa bị kiện của chú anh chị đó. Thì ai phía bên kia thì hãy cẩn thận nha, nhanh nhanh tháo hình xuống, nhanh nhanh tháo những cái bài hát gì đó của cố nghệ sĩ xuống, không thôi thì có chuyện sau ngày hôm nay, thì chắc chắn là sẽ hàng loạt những người bị dính phốt nha. Đó là cái câu chuyện của cô ba. Thật sự mà biết thua rồi nên lấp liếm, nói cho qua chuyện cho đỡ quê, cho đỡ nhục thôi cô chú anh chị, chứ đâu có làm ăn gì được đâu ha. Đó là cái bài viết mà của ba người đó muốn nói để gọi là cho đỡ quê thôi cô chú anh chị. Rồi tiếp theo nữa thì cả nhà mình trông chờ vào cái vụ việc là ngày mai ha cả nhà. Ngày mai thì ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cái vụ là quyền tài sản ha cả nhà, tranh chấp quyền tài sản ở tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì em cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn một lần nữa, thì chúc cho chị Loan và chị Ni đi ra ngoài đó thì thắng lợi vẻ vang trở về. Và không biết là hôm nay thì chị Ni như thế nào rồi, ngày hôm qua thì sốt thì em thấy cũng rất là cao cả nhà, sốt cao, mắt đỏ hết,
nhưng mà vẫn cố gắng đi cùng với lại chị Loan. Thật sự là có một lần nào đó thì có một dịp nào đó thật sự là thoải mái thì em sẽ hỏi chị Ni một câu. Em thật sự là muốn muốn hỏi chị Ni một câu là chị Ni có mệt, cảm thấy mệt mỏi hay không, có thấy mệt mỏi khi đi cùng với chị Loan hay không, để coi chị Ni trả lời như thế nào, hay đúng không cô chú anh chị. Thật sự mà nói là câu hỏi đó của em thì chắc chắn thì cũng chắc có lẽ là dư thừa thôi, nhưng mà hỏi để cho chị Ni trả lời được cho biết thôi. Chứ chị Ni nếu mà cảm thấy mệt mỏi hoặc là không không muốn đi nữa thì chắc chắn là sẽ tới giờ phút này thì không còn ở đây đâu, đúng không cả nhà, không còn ở bên cạnh chị Hồng Loan như bây giờ đâu. Dù bất cứ ở xa xôi, ở chân trời nào, mà miễn rằng á, chị Loan có cần tới là chị Ni bay về, cần là có mặt, cần là có mặt chị Ni ha, của cô chú anh chị ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn cả nhà mình, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ nha. Xin chào ạ.